kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Bình Lư, huyện Tam Đường nhiều giải pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho tăng ni Phật tử trên địa bàn của thành phố Lai Châu. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung kế hoạch tập trung về nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, phát huy, lan tỏa truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp tham gia vào các chương trình, các dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hội và quy định của pháp luật, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí theo nhiệm vụ được giao để Hội Chữ thập đỏ các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa bàn. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ, tổ đội xung kích tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và xây dựng Hội Chữ thập đỏ các cấp ngày càng vững mạnh về tổ chức và giao nhiệm vụ, khẳng định phát huy vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới để đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 31 tháng 8 thì tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường thực hiện đạt khoảng trên 78% chỉ tiêu người dân mua thẻ bảo hiểm y tế mà huyện giao. Hiện chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2023. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, xã Bình Lư đang thực hiện nhiều biện pháp để nỗ lực vận động người dân tham gia. Hiện nay toàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường có 15 bản, trong đó có 5 bản thuộc chương trình 135. Trong năm 2023, xã Bình Lư được giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cho gần 5.200 người. Trước tình hình đó, để đạt chỉ tiêu huyện giao, xã Bình Lư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là thành lập đoàn phối hợp với cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Tam Đường, thực hiện rà soát các đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế, các đối tượng có thẻ nhưng sắp hết hạn và các hộ chưa tham gia để phối hợp tuyên truyền vận động cho phù hợp. Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung tuyên truyền nghị quyết về mức hỗ trợ, mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh của Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Nghèo được Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho chương trình. Có chương trình hỗ trợ thì cũng giảm được kinh phí của gia đình và bản thân tôi, và bảo hiểm y tế là giúp tôi là như thế. Xin cảm ơn. Song song với những hoạt động tuyên truyền vận động, xã Bình Lư còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển đời sống của người dân. Vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác xã, tiếp tục vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm quan tâm đến các đối tượng có thu nhập thấp để họ có điều kiện tham gia bảo hiểm, giúp nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của xã. Về cấp ủy chính quyền đã tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt đối với người dân trên địa bàn về cái công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn xã. Và đặc biệt từ khi có nghị quyết hội đồng dân tỉnh thì xã đã triển khai đến các bản, và hiện nay thì trên địa bàn thì đã tăng cái tỷ lệ người dân tham gia cái bảo hiểm xã hội, thì bảo hiểm y tế, thì từ đó thì cũng đã góp phần được cái giảm bớt những khó khăn đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn xã. Thì từ đó thì cũng góp phần được cái nâng cao cái khám chữa bệnh đối với người nghèo trên địa bàn. Đến nay, xã Bình Lư đã có 4.067 trên 5.194 tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2023, đạt trên 78% kế hoạch. Trong đó có 163 trường hợp được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh của Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn của tỉnh xuất hiện nhiều vụ việc kêu cứu lực lượng công an vào cuộc để giải cứu thanh thiếu niên sập bẫy việc nhẹ lương cao từ các đối tượng lừa đảo. Tìm hiểu sâu hơn thì mới thấy được rằng đây tuy không phải là hình thức lừa đảo mới xuất hiện, nhưng đã khiến cho nhiều thanh niên nhẹ dạ cả tin, thiếu cảnh giác, xa chân và cạm bẫy. Người phụ nữ này sinh được 5 người con. Gia đình càng thêm khó khăn khi mà chị thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng.
Tần Thị S, sinh năm 2008, là con gái thứ hai của chị. Với mong muốn giúp đỡ cho gia đình, S đọc được tin tuyển người bưng bê tại quán trà sữa nên đã rủ người bạn thân xuống Hà Nội để tìm việc làm. Khi đến Hà Nội, em bị tách khỏi bạn thân, tịch thu điện thoại di động và đưa vào một quán massage. Ở nhà không liên lạc được với con gái, chị gọi điện liên tục vào số điện thoại đăng trong tin tuyển dụng nhưng không nhận được thông tin của con. Cả gia đình lo lắng, hốt hoảng, không biết con đang ở đâu, đang làm gì. Trong khi đó thì tại Hà Nội, S không chấp nhận làm việc ở quán massage. Các đối tượng xấu đã vẽ ra nhiều khoản chi phí, như phí giới thiệu việc làm, phí đi lại, sinh hoạt, yêu cầu S gọi điện về nhà, yêu cầu gia đình gửi tiền xuống trả. Được gọi điện về cho gia đình, em nói chuyện với chị gái và gửi định vị để chị nhanh chóng tìm được mình. Em cảm thấy rất tức, xong rồi em khóc bảo chị em cứu em, xong rồi gửi định vị cho chị em. Bây giờ em ở nhà trông em, giúp bố mẹ, để bố mẹ đi làm nông. Chị gái S đã nhắn tin cho fanpage Công an tỉnh Lai Châu để giải thoát cho em gái mình. Khi được lực lượng công an giải cứu, S cho biết còn một người bạn cũng bị các đối tượng xấu lừa. Tiến hành xác minh thông tin, lực lượng chức năng xác định T bị đưa đến một quán massage ở Hưng Yên. Công an Lai Châu đã phối hợp với Công an quận Tây Hồ giải cứu và bàn giao hai nạn nhân an toàn cho gia đình. Bây giờ nó cho con ở nhà đi trông con cho hai vợ chồng đi nuôi lợn, nuôi làm nương trong lán. Nậm Tra là xã đặc biệt khó khăn của huyện Sìn Hồ, tỷ lệ hộ nghèo hơn 48%. Nhiều thanh niên trong xã cũng đã lựa chọn đi làm ăn xa nhà, xa gia đình với mong muốn là có thêm thu nhập, thay đổi cho cuộc sống. Sự việc của S và T là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân. Chính quyền địa phương cùng với lực lượng công an xã đã tăng cường việc tuyên truyền, khuyến cáo đến các bậc phụ huynh, người dân trên địa bàn cần cảnh giác với các thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao. Tôi cũng nghe người ta trong bản nói nhưng mà mình phải giáo dục con. Các con thì ít tuổi thì ở nhà, không cần đi làm nữa. Không đi làm thì cũng được thôi nhưng mà ít tuổi thì đi thì hơi có căn. Thì người ta thì nó nói trên điện thoại nọ kia thì mình cũng không muốn nghe. Lo gia đình công việc cho bố mẹ. Không cần đi làm nữa, bố mẹ đi kiếm đồng nào thì tiêu đồng đấy. Sau khi công an xã tiếp nhận hai trường hợp ở địa bàn xã bị lừa đảo từ Hà Nội trở về, chúng tôi đã vào tận gia đình nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình về vấn đề khó khăn vướng mắc là lý do mà tại sao các cháu chưa đủ tuổi mà đi làm ăn xa. Thì công an xã chúng tôi đã phối hợp với ban ngành đoàn thể xã vào các bản tuyên truyền nhân dân nắm bắt được cái phương thức thủ đoạn phạm tội của các loại đối tượng để bà con nhân dân sau này để phòng ngừa mà không vi phạm, không bị ảnh hưởng, bị đối tượng lợi dụng để phạm tội xảy ra trong và ngoài địa bàn. Để tránh rơi vào cạm bẫy của những đối tượng lừa đảo, mỗi người dân cần tìm hiểu thật kỹ về địa điểm, công ty, công việc cũng như đặc điểm lai lịch của những người rủ mình đi làm. Thanh thiếu niên thì cần tham khảo ý kiến của mọi người, thông báo cho gia đình, người thân, nơi đến và người đi cùng trước khi đi làm ăn xa. Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo cho việc nhẹ lương cao. Theo kế hoạch, năm nay huyện Tam Đường sẽ thực hiện khai giảng 33 lớp đào tạo nghề. Đến nay đã thực hiện khai giảng được 26 lớp với 785 học viên. Mục tiêu đến năm 2025, Tam Đường phấn đấu có trên 3.000 lao động nông thôn làm nông nghiệp được đào tạo nghề. Trong đó, 3.000 lao động nông thôn tham gia đào tạo ở các vùng nguyên liệu, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, lao động trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo bền vững, đào tạo 6 người làm công tác quản lý tại các hợp tác xã nông nghiệp theo quyết định số 340 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2025 đạt trên 62%. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Tân Uyên có 89 đội văn nghệ quần chúng tại các xã, bản, tổ dân phố.
các đội văn nghệ cũng góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các khu dân cư. Ngoài phục vụ nhân dân hoặc ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, các đội văn nghệ quần chúng còn tham dự liên hoan, hội diễn do địa phương tổ chức. Qua đó đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, cũng như để khách du lịch thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Hiện nay toàn tỉnh đang chăn nuôi trên 2,15 triệu con gia súc gia cầm, trong đó đàn trâu đạt trên 93.000 con, đàn bò 24.600 con, đàn lợn trên 228.000 con và trên 1,8 triệu con gia cầm. Trong tháng 8, sản lượng thịt hơi gia súc gia cầm xuất chuồng đạt 10.300 tấn, trong đó sản lượng thịt trâu đạt 150 tấn, thịt bò đạt 80 tấn, thịt lợn trên 6.000 tấn và thịt gia cầm trên 3.400 tấn. Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm an toàn ra thị trường, ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, liên kết sản xuất, cùng với đó thực hiện tốt việc tiêm phòng định kỳ các loại dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Ngoài ra, lực lượng chuyên môn thường xuyên kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc gia cầm trong tỉnh, tránh để dịch bệnh có nguy cơ lây lan vào địa bàn. Sau gần 2 năm triển khai, dự án nuôi lợn sinh sản thương phẩm từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Phong Thổ đã mang lại hiệu quả rõ nét, giúp cho các hộ gia đình trên địa bàn của thị trấn Phong Thổ có nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống. Dự án này thì đang được Hội Nông dân thị trấn Phong Thổ mong muốn tiếp tục được triển khai để nhân rộng trên địa bàn. Gia đình bà Vương Thị Ón ở thôn Thống Nhất, thị trấn Phong Thổ có 3 thành viên. Do tuổi cao sức yếu nên việc làm gì để tạo ra thu nhập phục vụ chi tiêu sinh hoạt hàng ngày là rất khó khăn. Tháng 9 năm 2021, bà được vay 50 triệu đồng của Quỹ hỗ trợ nông dân huyện thông qua Hội Nông dân thị trấn Phong Thổ để mua 2 con lợn nái về nuôi. Chăm sóc cẩn thận nên đàn lợn phát triển tốt, sinh sản đều. Năm 2022, gia đình bà bán được 2 lứa, thu lãi gần 50 triệu đồng. Năm nay, bán 1 lứa thu lãi 36 triệu đồng. Từ đây thì cuộc sống của gia đình bà đã được cải thiện rõ rệt. Trước đây cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn, không có vốn đầu tư vào cái gì hết. Không có vốn để nuôi dưỡng. Thế bây giờ từ ngày là được nhà nước cho vay vốn thì nhà cô vay vốn là đi mua con lợn nái về để nó đẻ lái ra là nhà cô là chăn nuôi, xong lại nó phát triển ra thì nhà cô cuộc sống của hai ông bà cũng tạm là ổn. Giống như gia đình bà Ón, gia đình chị Điêu Kim Thượng cũng thôn Thống Nhất, cũng vay vốn 50 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Gia đình chị đã đầu tư làm 5 gian chuồng lợn, mua 3 con lợn nái về nuôi. Có điều, do không có lao động, nên hễ lợn sinh sản được vài lứa là chị bán, thu hồi lại ít nhưng rất nhanh. Năm 2022, gia đình chị thu lãi 30 triệu đồng, và năm nay đã thu lãi được 15 triệu đồng. Giờ 3 con lợn nái đều chuẩn bị sinh sản, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu nhập cho gia đình chị. Sau khi mua 3 con lợn về thì tôi đã chăm sóc là hàng ngày tôi phải đi lấy rau, lấy cây chuối này xong về nấu này, xong rồi hàng ngày tôi phải rửa sạch chuồng trại này để cho đảm bảo an toàn cho lợn này. Khi có lợn con thì tôi cũng sạch này, làm sạch cho này, nếu mà ướt quá thì phải lâu này, xong rồi lạnh quá thì cũng lại phải ủ bóng ấm này. Xong rồi tôi từ 3 đến 7 ngày tôi cũng phải tiêm phòng cho lợn con, khi nào nó ổn định thì tôi mới yên tâm này. Trên địa bàn thị trấn Phong Thổ có 560 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt ở 7 chi hội. Các hội viên chủ yếu sinh sống dựa vào trồng lúa, ngô, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và kinh doanh các mặt hàng tạp hóa, đồ gia dụng. Về cơ bản, các hội viên có đời sống ổn định, mức thu nhập khá, song vẫn còn những hộ khó khăn. Để giúp đỡ hội viên, vào tháng 9 năm 2021, Hội Nông dân thị trấn đã triển khai có hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân từ cấp trên thông qua dự án nuôi lợn sinh sản thương phẩm nhằm giải quyết khó khăn về nguồn vốn, tạo sinh kế, cơ hội cho hội viên phát triển chăn nuôi. Quỹ đã hỗ trợ 300 triệu đồng cho 6 hộ gia đình trong thôn Thống Nhất vay với mức lãi suất thấp. Hội đã lựa chọn các hộ có khả năng và nhu cầu chăn nuôi lợn để tham gia dự án. Đồng thời, tổ chức cấp vốn về đến tận tay từng hộ gia đình và phối hợp với các bên liên quan tổ chức tập huấn cho hội viên kỹ thuật để chăm sóc, phòng chống bệnh cho lợn. Trong quá trình chăn nuôi, hội thường xuyên kiểm tra, đảm bảo vốn vay sử dụng đúng mục đích. Đối với hội nông dân thị trấn thì cũng đã rà soát được 6 hộ để tiếp cận cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện về thực hiện cái dự án nuôi lợn thương phẩm ở trên địa bàn thị trấn. Thế thì qua quá trình thực hiện cái dự án thì trước tiên chuẩn bị
triển khai và cho các hộ được tiếp cận cái nguồn vốn, thì hội nông dân thị trấn cũng đã mời là 6 hộ đã được vay vốn cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân ấy để tập huấn về cách thức chăn nuôi và chăm sóc đàn gia súc để làm sao đảm bảo đảm về vấn đề là chăm sóc và không để là phát bệnh trên đàn gia súc. Thứ hai là về cách thức là cho ăn và thức ăn cho ăn cho con lợn để đảm bảo phát triển đàn lợn. Đấy thì để làm sao duy trì được cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thì hội nông dân thị trấn cũng đã tích cực đi kiểm tra theo định kỳ hàng tháng và quỹ theo kế hoạch đã được xây dựng, và qua quá trình đi kiểm tra giám sát thì phải nói là 6 hộ thực hiện rất tốt về cái mô hình và có thu nhập ổn định cho gia đình. Một hộ tương đối thì cũng xuất 2 lứa thì trên cả năm thì cũng có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên đối với các hộ được thực hiện các dự án nuôi lợn thương phẩm trên địa bàn thị trấn. Theo kế hoạch, dự án nuôi lợn sinh sản thương phẩm sẽ kéo dài trong 3 năm. Từ số tiền này, các gia đình có điều kiện cải thiện cuộc sống, tái đầu tư phát triển sản xuất, trả gốc và lãi đúng kỳ hạn. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn Phong Thổ sẽ đề xuất lên cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân để hội viên có thêm cơ hội phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu làm giàu chính đáng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tăng ni Phật tử, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông tại chùa Linh Sơn. Buổi tuyên truyền đã thu hút được sự theo dõi lắng nghe của đông đảo tăng ni Phật tử. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến một số nội dung liên quan tới các quy định của luật giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn như đi bộ an toàn, qua đường an toàn, một số hành vi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên. Khuyến cáo các tăng ni Phật tử chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, không chở quá số người quy định, luôn chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, chấp hành nghiêm chỉnh tín hiệu đèn giao thông. Ngoài ra, các tăng ni Phật tử, khóa sĩ còn được xem các hình ảnh liên quan tới các tình huống tai nạn giao thông thường gặp khi tham gia giao thông. Tôi thì tôi sẽ thực hành chấp hành luật giao thông là đúng mức, đi đứng đúng điều lệ của giao thông đã ban ra, đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh thì mọi người ghé chú ý đi. Nhưng ngã ba ngã bảy là rất là nguy hiểm vì trên đường này nó là những cái nơi không có tầm khuất, nó là đi làm sao để cho nó phải là an toàn với chính mình là trên hết, còn mọi người thì cũng phải là làm sao để cho nó có ý thức, mỗi người một ý thức thì an toàn nó sẽ tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các tăng ni Phật tử, qua đó đã thu hút được đông đảo người tham gia theo dõi và lắng nghe. Với mục đích tuyên truyền ngắn gọn nhưng sâu sắc, cán bộ cảnh sát giao thông đã vận dụng linh hoạt các hình thức để tuyên truyền cho tăng ni Phật tử hiểu được sự nguy hiểm của những tác hại khi vi phạm luật giao thông. Đầu tiên cũng là tôi tuyên truyền và phối hợp để tuyên truyền với bên tăng ni Phật tử thì là để cái mục đích nó được tăng cao hơn, thì là chúng tôi rất mong muốn rằng là tuyên truyền đến những cái nội dung phù hợp nhất và để mong rằng cho tăng ni Phật tử tham gia giao thông được an toàn nhất, và tuyên truyền đến những người thân trong gia đình và các tăng ni Phật tử khác thực hiện đảm bảo an toàn giao thông một cách đúng nhất và hạn chế tai nạn giao thông khi sẽ tham gia giao thông. Từ buổi tuyên truyền lần này, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục thông qua các khóa tu, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các bài thuyết giảng Phật pháp, như tự giác chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, có ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, nhất là khi xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, những điều răn dạy của Đức Phật, đồng thời yêu cầu mỗi tăng ni Phật tử cần phải chủ động tuyên truyền cho người dân, gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước khi tham gia giao thông. Hôm nay thì giữa Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Công an tỉnh Lai Châu, và đặc biệt là chỗ Phòng Cảnh sát Giao thông của tỉnh Lai Châu đã cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lai Châu ký kết về vấn đề an toàn giao thông. Và hôm nay thì cũng là nhân cái ngày mà tổ chức cái lễ Vu Lan, cho nên các Phật tử đến cũng đông. Cho nên là đây cũng là một cái mà chúng ta vừa ký kết và vừa tuyên truyền
để cho các Phật tử này, để về hướng dẫn cho con cháu khi mà tham gia an toàn giao thông thì làm thế nào để mà không để xảy ra cái vấn đề tai nạn giao thông. Đây là một cái điều mà rất là tốt đối với lại cái ý nghĩa của cái văn hóa giao thông giữa giáo hội với lại công an của tỉnh Lai Châu. Buổi tuyên truyền đã phần nào giúp các tăng ni Phật tử và các khóa sĩ nắm được những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nhà nước, từ đó lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông với những điều răn dạy của Đức Phật, không uống rượu bia, ứng xử từ bi, chia sẻ yêu thương, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng Phật giáo. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình khởi động ngày mới trên kênh sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng xin phép được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và các bạn có ngày làm việc mới hiệu quả và thành công. Xin kính chào tạm biệt.